giờ chị cho em biết họ tên với lại cái chứng mà đau lưng chị đang gặp sao, chị nói cho em ơi. Chị Trịnh Kim Nga, Dạ. 51 tuổi. Nè, rồi chị đã là đang ngang đây. Đứng lâu cũng đau. Mà khi thức dậy ngồi, chuẩn bị ngồi là một hồi mới đi được. Nếu bước xuống thì cái nó thốn gót này, mà nếu nhanh đó thì nó bị giật. Là thay hai đốt sống Thoáng lưng qua đốt sống lưng mà hẹp và là khẽ đốt hẹp không sống sao. là chút sao. À. Rồi, cảm ơn chị. Nhà em tên là Trần Thị Kim Hồng, 52 tuổi. À, em bị thoát vị đĩa đệm đốt 4, đốt 5. Thì mấy năm về trước đó là 7 năm về trước là bác sĩ kêu mổ á, nhưng mà mình tập cái trị liệu với lại tập yoga thì nó cũng mất Em là Trần Thị Kiều Anh, năm nay 54 tuổi, bị thoát đĩa đệm cũng lâu lắm rồi mà không có hết, thì đi đứng rất là khó khăn, nhức mỏi. à, lúc nào có cảm giác buồn ngủ không? Cái lúc kia là cũng buồn ngủ lắm, nhưng mà ban đêm mà nó nhức cái sáng lúc là chủ nhật nữa là khó chịu lắm, giọt bẻ À, đủ bệnh hết đủ bệnh. rồi. Tôi tên Võ Tỷ, sinh 956, thì cái bị cái lưng cái khớp hai đau 10 mấy năm rồi, mà tới giờ nó cũng còn đi đi thì nó đau, ngồi thì nó không đau, đứng thì nó đau, nhúc nhích thì nó đau. Rồi. Rồi trước mặt các cô chú là cái hai cái viên đá lạnh ha. Bây giờ mình sẽ cầm hai cái viên đá lạnh đó, mình để vào cái phần mà cái phần thắt lưng, cái chỗ lưng của mình đang bị đau á, mình để thẳng vô đó luôn. À. Để đi dọc cho cuộc sống luôn ha. Để ngay cái chỗ đang đau á, để dọc vô. Không, hoặc là nếu mà ngay cái cặp quần đó mình nhét vô cặp quần luôn, mình để mình ráng chịu như vậy trong vòng 3 phút. À, đau ngay chỗ nào đặt đúng chỗ đó cho em. Bây giờ chị sau khi giường đá xong chị thử đứng dậy giùm em ơi. Chị Chị đứng hả? dậy, đúng rồi. Giờ thử từng người một. Rồi. Sau khi mà giường cái đá lạnh vùng lưng xong rồi, bây giờ chị thử những cái động tác mà trước đây mà nó làm chị đau lưng á, chị làm thử coi nó còn đau Lúc chị về là chị đau mà chị không có lắc được, còn bây giờ thì thoải mái rồi không? À. Giờ có thấy đau giờ tới nay chị đang lắc thì không có đau gì đâu, nhưng mà khi mà chưa tới đây ấy, thì chị làm được nó giật Nó giật hả? à, nó làm như là nó rôn lên vậy, là cái bực cái là chị điếng rồi À. không cử động được, À, bây giờ cử nằm động chở ra. chị đưa trên đường lên mà xuống ổ gà là chị phải đau ấy, không cử động được một chút xíu rồi xoáy 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 hết 5-10 phút mới cử động, còn bây giờ thì chị thoải mái Đưa vòng là lắc luôn đúng không? Bây giờ chị thử nhảy lên cái vàng rồi. Rồi. không đà Không đau. không đà Ủa đã rồi về chỗ ngồi. Rồi trực tiếp chị. như vậy là không được á. À, rồi, em thử chị thứ hai. Thường là sao chị đau chị cứ làm đi. Nãy thì ngồi mấy cái vậy là chị đau lưng, mà giờ ngồi lại thì không thấy đau mấy cái phần lưng này. Lắc Nãy có bị này đau lắc thì nó ví dụ lắc này thì ngày nào cũng đi lắc rồi không biết, nhưng mà cái À. là cái nãy mới mới cái mà ngồi lên ngồi xuống rồi á, là chưa mới là nãy là mình ngập ngồi á, chưa cầm đá thì nó ê ê cục sống liền, còn trường xong mình ngồi lên một xuống thế này. Rồi, ok, cảm ơn chị. Chị thứ ba, đây, chị này là nặng lắm nè. Thấy chị than dữ lắm nè. Động tác nào Rồi. thì đau cho chị trường đá xong chị thấy như thế nào. Mà phần đau không đứt không? Cái đó đau thần kinh tọa, chưa tính, chưa Gì? làm mà. Đang phần lưng. Hồi nữa xử cái thần kinh tọa cho. Đỡ thôi hả?
bớt đau, nhưng mà cái thần kinh tọa nó vẫn còn đúng không? Rồi về chỗ giờ. À, đau thần kinh tọa chừng đó là nghe mông. Rồi còn anh là đau khớp háng không, chừng nghe háng. Rồi bây giờ chị thử đứng dậy coi nó còn có còn lói không, nó còn lói xuống dưới không hả? Hết đau à? Ngộ vậy là thử đứng lên ngồi xuống coi. À. Hết rồi. Không còn gì nữa. Ai ai thiệt á. Ngộ à. Rồi lát thử lấy mấy mấy cục này về à. Cái cục này nó linh nè. Rồi, mày chị về chỗ. Lấy anh đau khớp háng. Lấy luôn. Nó có bớt đúng không? Cái háng này chỉ có cử động là làm gì là đi gì đó làm chuyện nó mới đau, còn bình thường nó không đau. Đứng đứng lâu thì phải đau. Còn giờ nhảy tưng 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 luôn mà cũng không đau. Nó có giảm. Có gì nữa nó có giảm. À. Không, thường mà đau háng nhảy kiểu đó nó đau lắm. Đi bộ nó còn đau rồi sao mà nhảy? Sao mà nhảy được? Nó đau một cái nhưng mà nó mỏi hai cái chân, bây giờ mình không có muốn sức nó đứng. Rồi bây giờ anh thử ngồi xuống rồi anh đứng dậy giống mới nãy à. Rồi, thường thường ở nhà nó ngồi. Rồi xong rồi cỡ 15 phút, 20 phút, nửa tiếng. Ngồi vậy là bắt đầu lên nó đau, đau từ từ. Ngồi vậy lên nó yếu sức. Mình phải dán tinh xíu. Cái mạnh ra giờ nó mới mạnh lên bình thường. Rồi, ok, cảm ơn. Bây giờ ha, mỗi người chúng ta tự chúng ta làm ha, chúng ta sẽ dây ha, giữa cái ngón số 4 và ngón số 5. Các anh chị lấy cái ngón tay cái nè ha, các anh chị lắc vô sâu, vô sâu vô trong đây. Lắc vô sâu như này nè, dây dựng, dây mạnh vô, đúng rồi, dây mạnh vô, à, dây mạnh vô, à, mình dùng cái ngón tay cái trái không đủ lực, à, dây mạnh vô, à, để móng tay dài quá, à, đây để em làm. Chúng ta làm tới một cái kế tiếp, động tác kế tiếp là bật ngũ bội và tam tinh của chân. Thế thì bật ngũ bội tam tinh của chân á là chúng ta sẽ là gì? Bật vào cái ở dưới khe ha, cái gân bằng chân ha, ở dưới gân bằng chân được gọi là tam tinh, ở phía trên gân bằng chân được gọi là ngũ bội. Thì mình sẽ bật là gì? Ngũ bội chúng ta, ngũ bội chân á, thì chúng ta sẽ bật mỗi ngón là 5 lần. Ngũ bội là 5 và chúng ta bật 3 lượt. Sau khi bật 3 lượt xong thì chúng ta bật ở phía dưới là gọi là tam tinh, thì chúng ta cũng bật 3 lượt mỗi ngón. Rồi sau khi mà bật ngũ bội tam tinh á, chị thử đi ra chị kiểm tra lại cái lưng coi. Hết luôn à. Cố lực đứng lên mạnh cho nó như thế nào. Hết rồi, không có gì nữa hết á. Rồi, mày gì vậy? Để tìm hiểu nó đâu rồi. Tìm hiểu nó đâu rồi hả? Từ từ mình làm chậm cái bắt đầu mình lấy mạnh lên cho nó như thế nào. Bật mạnh lên. Cố gắng làm nhiều thứ nó biết đâu. Mình lấy cái lực mạnh lên cho nó cái xương sống mình nó thấy không?
Hồi đầu thấy hai chị vô lết 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 vô ngồi mặt rầu rĩ à. Giờ sao rồi chị? Thấy đỡ nhiều lắm á. Đỡ vậy. Cái này nó rồi chị thần kinh tọa. Thấy rên dữ dội nè. Bớt à hả? Bớt bao nhiêu? 7. 7 trên 10 luôn. À ok. À. Rồi chú đau khớp háng. Thế sao chú? Rồi vẫn còn mỏi hai cái chân sau đúng không? Rồi. Rồi ok chú. Rồi, bây giờ tới cái phần mà ép gối thì mỗi người có cái ké banh ha. Thì chúng ta sẽ để vào trong cái gối phải, vào trong cái khoe của gối phải, đúng rồi. Đó, để gối phải ăn là bên trái rồi, đúng rồi ha. Rồi mình ép lại xong, sau đó mình sẽ gì, mình ép về hướng ngực ha. Vừa ép vừa thở ra, 1 2 3 4 5 rồi nhả xuống. Rồi hít vào, giữ lại, mình nhả nhẹ thôi, có nghĩa là mình nhả, mình ép vô xong sau đó mình nhả nhẹ ra, xong mình lại ép vào rồi mình lại nhả nhẹ ra. Và khi mà ép vào các chị phải ép hết sức luôn, các chị phải ép hết sức, xong sau đó mình nhả ra, mình hít thở điều hòa, xong sau đó mình lại hít một hơi, mình lại ép mạnh vào trong ngực mình. Thì các chị phải ép làm sao khi chân còn lại thì phải bỏ xuống á. Ép vô là thở ra. Đúng rồi, ép vô là các chị phải thở ra à, còn nhả ra thì các chị hít vào. Thì các chị nhớ nè, các chị phải ép làm sao cho cái mông của mình nó sao, nó nhịn lên chút à. Rồi à, đến tới 5 nhả ra à. 1 2 3 4 5 rồi nhả ra. Rồi, để giữ yên đó, lại đi kéo vô, lại đặt cái bóng vào, rồi ép vô, ép sát vô, 1 2 3 4 5 rồi lại nhả ra à. Rồi sau đó là ép vào đến 1 2 3 4 5 rồi các anh chị làm như vậy từ 10 đến 15 lần. Rồi bây giờ các anh chị bỏ hết cái banh xuống, bỏ hết cái banh xuống. Rồi rồi các anh chị co đầu gối, cả hai gối lại, rồi co ép lên, rồi dùng tay kéo mạnh về hướng ngực ha. Đếm 1 2 3 4 5 rồi nhả ra. Rồi ép vào, 1 2 3 4 5 rồi nhả ra. Nhớ là khi chúng ta ép vào thì chúng ta phải thở hết ra, các anh chị phải dùng miệng thở hắt hơi ra luôn, không thổi hết ra luôn mới được. Các anh chị phải ép cho đến khi nào mông mình nhổng lên, để cho cái đốt sống cùng ở dưới á, nó giãn ra, thì những cái chứng thần kinh tọa, những cái chứng đau lưng, những chứng mà bị về cái thoát vị thì là gì, nó sẽ đỡ ngay lập tức. Thì các chị sẽ làm theo như cái động tác cuối cùng ha. Đầu tiên mình phải xác định được hai cái điểm hõm ở trên lưng, như mấy nãy tôi nói. Hai cái điểm này thì những cái người bị đau lưng đau thì kinh tọa sờ vô nó sẽ có gì,
nó có hai cái giống như đồng tiền á, mà sờ vô nó có cái cục nó chạy qua chạy lại á, cái cục gân á, là nó đó, cái cục đó làm cho gì đè vô nó bị chèn nhiều, bị đau, bị đặt hai cái đồng tiền đó đó, hai cái điện thoại đó bị dây mặt vô, dây mặt vô. Thay dầu không? Không cần. Dầu. Thay mặt vô. À, xong sau đó xịt xuống chút nó lại có hai cái hộp lỗ nữa là nhị môn hai, nó xoay đều vô à, rồi xuống dưới chút xíu nữa mình có cái nhị môn ba thì mình dùng cái đầu gì, cái đầu bự á mình dây mình làm chưa đến hai cái trái rồi cái số xuống cùng chúng ta có cái nhị môn bốn à, cái nhị môn một á là nó sẽ chữa dưới thắt lưng, nhị môn hai á là nó chữa vùng lưng dưới, nhị môn ba là chữa trên và nhị môn bốn nó chữa phần cái cổ của gáy à, sau khi mà dây xong thì chúng ta khóa nhị môn một và nhị môn bốn, khóa nhị môn một nhị môn bốn chúng ta dây vào ngay cái giữa mông, thường các chị đưa đo bằng cách là gì, đo cái gót chân và sụt đưa xuống mông này không con cái đây em vô chừng nào đau nói nha, đau chưa? Chưa vô, vậy là chị có tập luyện đúng không? Chị phải tập luyện mà hèn gì dẻo em đời luôn vẫn mạnh giỏi hai à, người đều mạnh nhưng mà các chị thả lỏng nè, các chị sẽ dây giữa mông à, khóa gì môn một môn bốn dây giữa mông không tốn đúng không khóa chặt rồi khóa chặt rồi rồi chị một hơi dây giữa mông dây queo giãn hả giãn rồi sau đó là dây cái đùi ngoài ha, về cái đùi ngoài. Thường mấy người đau thì kinh tọa là đó là ba cái điểm mà bị đau rất là dữ dội. Ha, sau khi dây xong thì anh chị là gì? Bắt đầu ép thả lỏng chân ra. Này để em là rồi ép cái chân người ta sát vào cái mông bên cạnh. Ha, nhớ lúc đó chúng ta tiếp tục gặp khoái. Trong trường hợp ở chân người ta cứng quá thì anh chị dùng hai tay. Ha. Và nhờ một người khóa giùm mình cái này anh khóa nhiều chị ta rồi à, okay. Mình vừa ấy vừa ép vừa à. À, chị dẻo quá thôi chị nằm xuống luôn mình nằm chị xuống à, chị ra anh này à. Rồi làm chân bên này xong rồi mình làm tiếp tới chân bên kia. Khóa phải đè xuống ha kia. Đúng rồi. Cái bên mông bên này có thấu không chị? Không. Vậy là mông bên kia thấu đúng không? Ừ. Ok. Hồi chú Bảy làm cái trường hợp đây luôn nha chú Bảy. Vậy chị dẻo là nhờ chị tập nhịp điệu đó hả chú Tiên? Dạ vâng, nhờ vậy chị mới dẻo được đó. Chứ thôi bị nặng hơn. Dạ. À, mình xoay luôn nhớ nha. Cái chị xoay vào cái mông đối diện rồi kéo lại. Coi chừng cái chị xoay ngược chiều ta sẽ bị sạc khớp háng. Thì đó do đó tại sao mình chịu chắc là lấy đè đầu gối mình đè bớt đúng rồi dạ. Lấy chịu cho nó lấy cái đầu gối mình đè lại cái đùi ta rồi à. Sau đó mình ép lại rồi lấy 1 2 3 1 2 3 cho nên cái động tác này những người bị thoát vị địa đệm mình không làm nhớ nha. Những cái chứng mà địa đệm hẹp địa đệm hơn bị địa đệm vân vân không làm động tác này. Ta chỉ có đúng rồi đau được toàn hạn thì làm à. Khi mà dây cái đau thần kinh tọa thì thường giao dây bốn cái nhị môn thì người ta rất là đau, thấy sao chị? Đau đúng không? Thần kinh tọa mà, các anh chị cứ nhớ tọa là cái bàn ngồi, thần kinh tọa là đau cái thần kinh của bàn ngồi.
đó, thần kinh tọa, các anh chị thấy không? Đau thần kinh tọa là đau dây ba cái điểm đó, nó thốn cực kỳ luôn. Rồi, thẳng lên thôi. Thả lỏng ra. À. Thả lỏng ra. Rồi. À. Đào thần kinh tọa, nó đang lâu đang cái dây thần kinh nó đào dữ lắm, nó ép lại, nó bị chèn cái dây thần kinh, chèn ngay sống lưng. Thử rồi, ok, năm mông bình thường hồi nữa làm lại đấy. Chứ từ khi đau giờ đâu có dám tập nhịp điệu. Bác sĩ không cho cúi người xuống mà không ngã người lên thì sao dám đi tập? Dẻo à? Cũng như bác sĩ dặn mình không cho khung xuống vậy. Không như mở cửa gào rồi đó cũng được khung xuống vậy. Rồi như mình làm như vậy này kia rồi mình thoải mái. Thoải mái rồi. Hồi nãy em thử rồi đó. À. Chứ còn 2 tháng 2 làm sao mà dám? Nó chèn kinh tọa đạo. Rồi, bây giờ làm xong tất cả động tác, bây giờ chị thử những cái động tác mà mới nãy anh nói là bác sĩ không cho làm gì. Không được. Không người xuống nữa, người ra không được. Không được, mà chị làm có được thường mọi khi chị làm được không? Nếu mà chưa tới đây á thì chị cúi xuống gì là nó đã cứng rồi. Mà nếu cúi nữa là chị có bật lên. Tự động nó giật giống như là tay chèn vậy đó ha. À giống như là cái nó rôn lên em nó thốn liền. À, bây giờ chị thử coi. Bây giờ chị vẫn bình thường. Ờ, ngon lắm. Như cái bàn tay chị luôn. Cái cột kia là nó tới đây là nó đã hết lực rồi. Là giật luôn ha. Nó giật rồi. Còn bây giờ là chân nè. Xuống luôn ha. Chị thẳng gối nè. Đó. Đụng luôn. Như nè. Bây giờ chị chống xuống đất được nè. Đó. À ngửa được không? Ồ. Là không đau luôn. Mừng lắm luôn. Không, đâu. Ai cho mình tiền vàng nữa. Rồi. Nó ngửa luôn. Quá mừng luôn. À. Còn nếu ở nhà mà tập thì chỉ vậy cũng vậy thôi. Còn bây giờ chị nè, những động tác này là của chị định nhịp điệu ở nhà nè. Đưa cái gót này rất là cao. Thôi gì quá mừng à. Rồi cảm ơn chị. Rồi, từ nãy giờ anh coi cái quy trình á, anh thấy cái quy trình này nó có dễ làm không anh? Dễ, quy trình này thì anh thấy anh học gì là anh làm được. Thì nãy giờ coi em làm đó. Mà còn cái hiệu quả là sao? Hiệu quả thì anh thấy tốt rồi, ok. Rồi bây giờ đầu tiên là chị đi xuống dưới lớp rồi đi vòng lại cho em coi coi. Thấy không? Các anh chị thấy tướng là người mẫu rồi thấy không? Tướng thẳng nó không có bị giống như mới nãy đi cài giật không nữa. Nữa không còn đau nữa đúng không? Đúng. Rồi và không nghe biết cái đau cái bông nữa. Rồi à, sao chị giờ chị thử mà đứng lên ngồi xuống coi cái chỗ đau nó còn đau không? Nó còn hơi một chút xíu, nó hơi giống như vướng vướng đúng không? Ừ, à. Hơi vướng tí thôi, hơi vướng tí nhưng mà nó không còn bị cái mà đau lói nữa đúng không? Đúng rồi. Rồi giờ 10 phần thì hết được nhiêu phần rồi? 8 phần luôn rồi, bữa nay 7 giờ lên 8 rồi. Rồi cảm ơn chị. Về thấy là
Nhất là ba bà này lúc mà mới vô là mặt mũi sầu thảm. Hồi nữa quay phim lại coi, mở cái phim ban đầu coi ai cũng mặt cũng sầu thảm hết. Thì nó đau. Cái gì cứ nhớ, khổ nhất là mấy cái đau lưng. Tay ngồi nó cũng đau, đi nó đau, cúi xuống cũng đau. Hết con cái tự nhiên mình thấy cái, nhớ là ví dụ chị á, ngồi cái đoàn mặt chị díu xuống nè. Rồi sau khi làm xong tất cả các động tác, rồi bây giờ chị thử coi cái lưng của mình bây giờ sao, trước và sau khi đến đây nó sao? Đấy nó có đỡ nhiều. Đỡ là khoảng được bao nhiêu? Thang điểm là 10. 7%. Mà 70% rồi hả? Rồi cảm ơn chị nhiều ha. Cuối cùng cái khớp háng của chú sao rồi? Sau khi mà làm hết bài rồi đó. Bớt mà mình cử động thì bớt đùi này nó cũng hơi lắm chứ nó chặt bớt ra. Bớt được bao nhiêu phần trăm? Thì nó bớt cũng phải 50-60. 50-60% phải không? Bớt cái chân ở đây về là chú phải chườm lạnh thêm nữa. Vùng khớp háng là một nè, cái vùng ở dưới đó là chưa chườm, nãy giờ chưa chườm cái đầu gối với lại cái khoe của chú, về phải chườm lạnh thêm cái vùng đó nữa là êm liền. Giống như đó, hai chị này ngồi chườm xong có cái giờ mặt hứng háng hở muốn về đi ngủ rồi nè. Rồi viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập trì liên tâm.